Trong không khí phấn khởi của các tầng lớp công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, sáng ngày 30 tháng 9, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giải cầu lông bóng chuyển hơi cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện, vận động viên, cổ động viên của các đơn vị. Giải bóng chuyền cầu lông công nhân viên chức lao động huyện Lang Chánh năm 2023 được diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của 17 đoàn. Gần 300 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở, các vận động viên tranh tài ở hai môn thi đấu là bóng chuyển hơi 15 đội, thi đấu thể thức chia bảng vòng tròn tính điểm chọn ra hai đội vào vòng sau và cầu lông 33 đôi với các nội dung đôi nam trên 42 tuổi, đôi nam dưới 42 tuổi, đôi nam nữ phối hợp thi đấu theo thể thức đánh loại trực tiếp. Ngay sau lễ khai mạc với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính. Các đội tham gia không chỉ háo hức mà còn có sự chuẩn bị đầu tư lực lượng chu đáo. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những đường chuyền, nhiều pha bóng tấn công hay, hấp dẫn và những đường cầu đẹp mắt, gay cấn. Cùng với sự làm việc công minh, khách quan, chính xác, đúng luật của tổ trọng tài, sự cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của đông đảo cổ động viên. Thông qua giải lần này nhằm tuyên truyền khích lệ vận động phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe với một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động trong huyện rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi để tham gia công tác hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023. Giải đấu là một trong những hoạt động sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 và kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa mùng 10 tháng 10 năm 1946, mùng 10 tháng 10 năm 2023.